Anh Nết, hàng này anh kế nó tên là Nết, đi lấy rôm về, bây giờ nó vừa đi lấy rôm mà vừa bắt ếch luôn nè, đó, dữ dằn không? Được, được ba con ếch là đủ nó ăn. Hôm nay vừa nhận được số tiền của một người xem kinh của Nét Đẹp Quê Hương. Hôm rồi thì có quay cái cảnh cái hoàn cảnh của một em bé người Khmer đi Đi hái đi đào củ môn, đi nhổ củ môn, khoai từ, thì có đưa lên mạng cho bà con coi cảnh sinh hoạt đời sống của người dân. Nhưng mà có mấy anh em ở nước ngoài coi thấy cái hoàn cảnh thằng quá bé, cũng nhờ tôi tội đi nghiệp. tìm, hoặc là tôi đã đi tìm cái gia đình đó, thì cũng có quay cảnh nhà cửa của gia đình đó cho xem, để anh em có giúp đỡ được thì giúp đỡ. Thì trong đó thì có một người bạn xem đài đã xem kinh thì có gửi một số tiền gia đình đó. Tôi đã nhận xong rồi và bây giờ tôi phải đi đổi tiền để tôi đưa cho gia đình đó bằng tiền Việt Nam. Bây giờ tôi với con Mimi lên đường làm nhiệm vụ. Mimi, Mimi đi làm nhiệm vụ phải không? Nhìn đây nè, nó đi làm nhiệm vụ với tôi phải không? Nhiệm vụ từ thiện nha. Tôi chạy xe xuống ở chợ Tỳ Tôn qua cầu Cây Me nè, qua cầu Cây Me rồi xuống Tỳ Tôn để đổi tiền, thì được là 200 đô Canada, đổi thành tiền Việt Nam là được 3.470.000. Bây giờ tôi mang số tiền đó đi Theo yêu cho cầu gia của đình bạn đó xem kênh YouTube. Kênh Nét Đẹp Quê Hương. Thật ra thì tôi quay những cảnh đời sống thì cũng không có ý là kêu gọi về từ thiện. Nhưng mà nhân đây thì có bạn xem kênh Nét Đẹp Quê Hương, thấy hoàn cảnh của gia đình của em bé đó, nên đã giúp đỡ cho gia đình đó là 200 đô la Canada. Thì 200 đô la Canada đổi ra thành tiền Việt được 3.470.000. Tôi đang trên đường mang tiền xuống cho gia đình đó. Cái gia đình đó nằm ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô. Bây giờ tôi đi con đường xuống xuống xã Núi Tô, xuống ủy ban xã Núi Tô rồi mới chạy vòng qua phía sau đó. Không biết giờ này không biết có nhà không đây. Đây là con đường từ thị trấn Tri Tôn đi xuống xã Núi Tô. Hướng này là hướng về Cô Tô luôn, xã Cô Tô luôn. Ở đây có hai cái xã có tên giống giống nhau, là một cái là tên xã Núi Tô, còn một cái nữa là xã Cô Tô. Ở đây là chỗ này là ủy ban xã Núi Tô, nhưng mà nhà của con bé nó nằm ở phía sau ruộng đó. Phải quẹo cái đường này nè. Ấp dân hóa Tô Thuận, đường này là đường hướng đi lên núi, đi vô vô núi Cô Tô.
Núi Cô Tô thì cũng có tên là núi Tô, núi Cô Tô với núi Cô Tô với núi Tô giống Núi nhau nhưng mà tên là một cái. là kêu hai cách. Nhưng mà xã thì cái xã Cô Tô riêng, cái còn cái xã núi Tô riêng, hai cái xã đó thì không có giống nhau, nhưng mà nó ở dưới chân nó ở chung, nó ở dưới chân núi Cô Tô giống nhau. Đi đâu vậy? Đi đâu? Đi núi Vậy hả? Ở cái làng Tô Thuận này là 90% tôi đoán là toàn đồng bào dân tộc Khmer. Ở đây là cái cánh đồng ra làm sao này, là sau cánh đồng lúa. Đây là con đường đi lại nhà của thằng bé đó. Cũng có rất nhiều bà con nghèo, nhưng mà không thể nào mình giúp cho mọi người được, thì giúp được ngày nào hay người nấy thôi. Nhà của thằng nhóc đó đây, ừ, ca kia mau quý sư vấn ấy hả? À, lấy tên ai? À, nó bữa nay ba thằng thằng nhóc nó đi đám cưới, bây giờ nó đi ruộng rồi. Và lá tên ai? À, rết mau mưa. Ba nó thì đi rồi, còn có má nó ở nhà thôi. Nè, anh dùng ấy, anh hai mau ơi lui ta, hả? Anh hai mau ơi lui ta, hả? Kêu về cho tiền mà làm gì khóc? Sao khóc? Hả? Kêu về cho tiền sao khóc? Hả? Nó sợ bắt nó đi, nó khóc. À, lấy cái xe lôi ao ao của ai rồi, lấy anh vô lôi mà anh ao rồi anh thoát ruột mà đang ao cái mơ còn là chia phò tán á, nó ban 3.470.000 thì là 200 đổi được 3.470.000 đếm rồi đó, giờ đưa cho mẹ nó nè. Cạn nâng cạn thọt rụp với nó nghe. Cô bé bao nhiêu nói cho anh ta nghe coi. Bảy triệu, mắc bảy triệu, buôn rồi chết tập biên. 3.470.000 nè, còn nó nè, còn ba nó đi ruộng rồi. Đó, giờ quay cho anh ta coi đặng mà để anh ta biết chứ, để anh ta không ấy, người ta nói tao không đưa tiền có ăn gian nữa. Đó. Thì tre hải tre mò phần nan ấy ai ơi lui anh nó à, nó ngượng ta lại ơi lui anh nhá, nó à là na mấy ơi bê khơi nó ngon. Ba ba nó thấy không, ba nó coi thấy hình chưa? Thấy à? Rồi ôm coi, ôm coi, ôm mi mi coi mắc cỡ rồi. Nghỉ ôm rồi. Bữa nào nó cũng đi theo á, nó bữa nay nó đi làm từ thiện nè. Bữa nay nó đi làm từ thiện đó nha. Ồ, mình hai ăn máu rồi lại tiệc cá.
Hãy đi à, ở cha mở à. Kêu lại, kêu lại không lại khóc rồi bây giờ đầu tiền trời ơi. Ơi mất cả liêu liêu, mất cả liêu liêu. Nghe. Mới vậy em bơ. Yeah. Nó ban lôi ban. Ban cả ban. Ôi đọt tuy. Nó lấy nom ta tin nhắm ấy vậy. Hả? Ta tình chơi ai ta nha mày. Hả? Mua gì? Hả? Mua gì cho ông ăn đi. Sao? Ôi còn thật thật cài thật lộn tích sao hả? Bạn lùi thất à? Hãy thưa ca nó đuôi khăn chiến ơ hãy tiết à? Hả? Hãy thưa cài bạn tích sao bạn phân. Đây nhà của ba nó là tên Sinh Đươn. Còn nó là tên gì Kim gì à, Kim Red à. Cháu Kim Red à, đó cháu Kim Red đó. Được tiền rồi lấy tiền đi làm gì hả à, thằng này nè thằng này anh ấy pơ ố ở pơ nơi pô nè. À, thằng này thằng anh kế nó nè. Đi chở gom về được 2 ớt nữa sống được buổi chiều 3 con luôn. Đâu? Ờ à, đi chạy theo xe máy cày bắt chứ. À. À, thằng anh này nè, anh kế nó nè. Nó đi lấy rơm về nè, vừa đi lấy rơm mà vừa thấy ớt mấy luôn con ớt nó cột eo, cột mấy cái eo con ớt nè. À. Đâu đâu nhìn lại coi đẹp trai giơ tay cười coi. Trời ơi, làm mặt ngầu nữa quay. Yeah. Mới à, anh tin, hãy mau lương cái em tin mở. À? Lương cái em anh thon, cái em sát đó nè. Anh nét luôn. Nàng này anh kế nó tên nét. Đi lấy rơm về, bây giờ nó vừa đi lấy rơm mà vừa bắt ếch luôn nè, đó. Dữ dằn không? Được. Được 3 con ếch là đủ nó ăn rồi chứ còn mấy người kia nhịn rồi hả à. Hãy chắp ấy bán bay nó cục tại xí ngồi kia nạp xây đứa mày tẩy hả à. Nó vừa đi lấy rơm về cho bò ăn mà vừa bắt ếch luôn đâu rồi à. Rơm à, rơm để đó hả không có lấy vô cho bò hả cục đó làm chi vậy để chúng nữa làm thịt nữa hả. Nó cột, nó bắt 3 con ếch nè, nó cột nè. Nó cột ngay cái eo con ếch luôn. Tự nó đi lấy rơm á. Rồi xe cắt lúa, máy cày nó cắt lúa rồi ếch nó nhảy ra. Rồi tụi nó bắt luôn. Còn cái này là cái nhà nè, nhà của... Tịch tiết hãy lái tua hà nè. Hãy lập bay hài. Đại lập bay hài complete ăn á. Mày đứng hai cái giò ra cho ông quay quay ừ. Quay đó, giò mày đẹp luôn. Nè, giò chân á đi lội xình á đi. Đi lấy rơm á. Đó, ba đứa nó luôn nè, còn thằng lớn nó cho đi học hay đi đâu chưa? Chưa về á, còn thằng lớn nó phải không? Ở quán nhà ngoại. Cái này con bé này là con gái Út nè. Đó. Mới 20 tuổi rồi bốn đứa con. Trời ơi, bởi vậy bữa đó tôi nói chuyện với ba nó, tôi nói hỏi nó nhiều. Nó nói có 4 đứa con, tôi nói vậy mày là sư phụ tao rồi. Tao 6 mấy tuổi không có đứa con nào hết, mày mới có bao nhiêu đó, mày tới 4 đứa con là mày sư phụ tao rồi. Hãy đưa tiền cho gia đình, có ba nó không có ba nhóc nhà. Thì có mẹ nó với lối xóm rồi, ba nó đi ruộng rồi, bây giờ đưa xong rồi về. Cái đường này là đường từ nhà của nhóc đó ra đó là phía bên kia là cái chùa Tà Bà, còn cái núi đó là núi núi Cấm. Ở Tri Tôn thì đang vô mùa lúa chín, đi đâu cũng thấy bà con người ta đang cắt lúa. Cái này chùa Tà Bà bên đây nè.
bên thị trấn trúc bên kia cắt lúa, nên người ta đang bây giờ làm xong nhiệm vụ rồi về, đang trên đường về nhà. Ở đây là không biết con đường này tên gì, ngay cái ngã tư này là ngã tư cà phê. Ở đây là ba bốn góc này là người ta làm quán cà phê hết đó. Là chạy tới gần trước kia là cái cầu Cây Me đó. Cái xăng Úc My á, gần ngay nhà Úc My luôn. Đó, bản đồ nè, các bạn chỉ đường á, đi thẳng là Long Xuyên, nội ô Tri Tô, nhà bà Me về nhà. Đó, ở đây là chỗ này là cái ngã tư này là gia đình họ hàng Úc My không ạ, con cháu Úc My. Đây là qua cầu Cây Me. Đây xe lôi thùng, nhưng mà xe lôi thùng chạy bằng máy, xe gắn máy chứ không phải xe đạp. Trước là núi Nam Di.